mắt như thế là trước đi khám không thấy không ra nguyên nhân gì? Dạ, em đi khám về 20 năm nay rồi. 20 năm rồi. Vâng. Lúc nào nó cũng đỏ thế này. Lúc nào nó cũng đỏ. Thế tức là có tia máu đúng không? Dạ, lúc nào cũng có tia máu. Thế còn mộng mắt có bị thương mộng mắt thì do uống nhiều thuốc. Uống nhiều thuốc. Họ không đã bệnh nhưng họ cứ đưa thuốc. À, đưa thuốc chữa mắt thì cuối cùng lại thành mộng mắt đi. Dạ. Sao sao biết là do thuốc mà ra mộng mắt? Thì em đi khám từ năm 9 mấy đến giờ thì không bị làm sao, thỉnh thoảng nó chỉ đỏ lên thôi, ngứa nữa. Mộng mắt từ bao giờ? Mộng mắt nó cũng phải được chục năm rồi. Chục năm rồi. Sau đó thì đi chữa một anh diện trần trên Việt Trì, anh tên gì? À, chú Viện. Vị à? Viện, Viện. Viện à? Mình không biết là chú có đấy... số điện thoại không? Ừ, nhưng mà em mới mất. Mình mất máy nên mất. Rồi em chữa chú cảm giác sao, cái mộng sao? Không, em chữa của chú đến là em chữa u. Nhưng mà chú cũng làm thì chú bảo là chữa u thì nó cũng có những cái huyệt mà nó liên quan đến mắt. Nó sẽ sáng mắt của mình ra, thì em thấy nó cũng đỡ. Đỡ. Đỡ, nó không có bị lâu lâu mình không có bị ngứa nữa. Lâu lâu rồi không bị ngứa sáng ra. Em thấy cái mộng mắt nó cũng co lại. À thế à. Vâng. À, đúng rồi. Nó co lại nên em cũng kiên trì chữa 6 tháng ấy. 6 tháng. Bây giờ thì xa quá với mẹ, chú bị u não ấy, cũng mổ nên là yếu nên em là thôi. Em chữa u gì? Em chữa u mỡ ở hai bên này. Rồi kết quả sao? Ngày trước thì nó nhức, lâu lâu nó cứ bị cắn thì chữa thì nó đỡ nhưng em dừng lại thì nó lên rất là to. Xong em chữa rền 3 tháng, chứ bảo là 3 tháng thử xem thế nào. Đỡ. Chữa thêm 3 tháng thì đỡ. Nhưng bây giờ nó lại nhức lại.